Còn mình nó coi ngàn, hai ngàn. Buôn bán mà kiểu này thiệt á, lương tư hả, không có trả mình, chắc có nước. Mình đi sớm quá. Buôn bán thế cũng dữ vậy ta. Cà phê cũng ngon chứ bộ đâu phải dở gì đâu trời. Nguyên cái đống này không tới 100 ngàn. Alo. Ôi, bán có được cái gì đâu. Ế muốn chết đây nè. Thiệt luôn, từ buổi tới giờ không biết ngộ ghê. Giống như kiểu trời mưa người ta ở nhà hay gì á, người ta không ra đường cà phê. Ồ, buôn bán ế ẩm lắm. Trời, giờ này quán thất thu lắm nha. Bán có được. Trời ơi, tiền ai không muốn. Muốn kiếm nhiều tiền chứ bộ. Ủa mà rồi buôn bán bữa giờ làm sao rồi? Thiệt luôn á hả? Trời ơi, cái này mà cả 100 triệu rồi, rồi tiền đâu xài cho hết trời. Thôi, à mua xe hả? Ghê thiệt thấy không? Bởi vậy hả, thời thế tới mình biết nắm thời cơ một cái là mình kiếm tiền được. Hay nói nghe nè, nếu mà được có chỉ cho Duyên đi. Trời ơi, yên tâm, bây giờ hả, muốn Duyên làm cái gì cũng được, miễn sao có thể một tháng mà kiếm cỡ cái tiền chừng đó. Nói chung là trời ơi, qua quán cà phê á, tôi đãi uống cà phê miễn phí luôn. Vậy nha. Rồi. Hay. Trời ơi, cái gì thấy ghê vậy ta. Kinh doanh cái đó mạnh, một tháng kiếm cả 100 triệu. Tính ra làm giàu đâu có khó, quan trọng là mình có chịu khó hay không. Ơi, nếu mà tìm người để mà chỉnh ảnh ha, cho nó mập ốm ở trong xóm mình. Quán mình đang tập gì trời? Anh Hà, anh Hà ơi, quê đẹp trai quá nha. Trời ơi, kiểu như hả, nhìn anh hả từ xa mà kiểu như hào quang tỏa ra luôn á. Và hả, Duyên cảm thấy á, giống như cái ngày hôm nay nè, anh bước chân tới cái quán cà phê này là chúng ta có duyên, chắc chắn có thể sẽ là hợp tác với nhau luôn á anh, trong tương lai. Bữa nay mình có bệnh hoạn gì không? Có trúng gió, có cái chóng mặt hay là có bị cái gì trong cơ thể mình không? Trên cái mặt của Duyên nè, có cái gì đó là hả, đang không tỉnh táo không? Đang bệnh hoạn không? Đang rất khỏe khoắn mà. Nhìn nhau nè, em nhìn rõ anh luôn nè, thấy không? Ờ, tại vì nhiều khi mình tiêm thuốc mê nhiều quá đó, cái nhiều khi nó không được ổn định cơ thể. Đâu có bị gì đâu, tiêm thuốc mê. Anh Hà giỡn quá. Không, tại mình đường nói chuyện cứ như phan dao vô mặt anh đó. Đó đâu, cái đó là tại vì do anh không trả tiền cà phê, anh cứ ngồi. Cái đó là công việc thôi. À, đó là chứ công còn việc mà thôi. Có những cái mà bình thường Duyên vẫn đối xử tốt với anh mà. Nói nghe nè. Hả? Anh là diễn viên đó, thì nhiều khi ví dụ như anh chụp hình á, nhiều khi mình cũng phải ví dụ như mình chỉnh lại cho nó đẹp đẹp, tấm hình đăng lên mới là trên mạng nó mới hot, đúng không? Đúng rồi, rõ ràng phải vậy mới được chứ. Thì đó, cho nên là sắp tới á, anh có thể giúp Duyên chỉnh một số tấm hình được không? Lên app chỉnh lại rồi đó hả? Nói chung mà không biết anh chỉnh cái nào á, mà miễn sao anh chỉnh hình dùm Duyên là được rồi. Rồi cái qua đây là uống cà phê đúng không? Anh nợ bao lâu á, Duyên không bao giờ nói gì từ luôn. Nếu được hả, Duyên cho anh uống miễn phí luôn. Vậy luôn? Duyên luôn. Thiệt không? Vợ Duyên chuyện nhỏ, chỉnh thôi mà, chuyện nhỏ. Nói chung là chuyện nhỏ đúng không? Bây giờ chỉnh sao mà cho ngàn thì lung linh đẹp hơn, rồi thu hút hơn đúng không? Không cần chỉnh lung linh thu hút. Chỉnh cho nó xấu. Kiểu như mà xấu mà kiểu xấu má hú luôn á. Vừa xấu nè, vừa đen nè, mà kiểu như nhìn nó dơ dơ nữa. Càng tốt, mà quan trọng nha, mập thù lù cho em. Mà khoảng độ chừng 80kg á là được. Em, bây giờ cái chuyện mà xấu á thì anh nghĩ là chắc không cần phải chỉnh nữa. Đâu phải chỉnh nó mới xấu thì. Không, vậy là nó cũng đã xấu dữ lắm rồi, xấu Hà Bá chê rồi. Nhưng mà cái chuyện mà mập á là anh nghĩ nó hơi khó nha. Mà bây giờ em như cái tâm vậy nè, bây giờ chỉnh em ra 80kg là nó bị lớn vậy nè, nó khó lắm em. Chuyện em nó biết khó lắm. Em biết nó khó, bởi vậy hiếm ai người ta làm được, chỉ có anh Hà mới làm được, đúng không? Việc gì khó cứ để Thanh Hà lo, lúc nào anh cũng phải nói em vậy mà, anh không nhớ sao? Có luôn.
Có, mỗi lần mà anh hay kiểu gì gì khó cứ để Thanh Hà lo, em nhớ hoài luôn. Bởi vậy cái gì mà khó em mới nhờ tới anh. Đâu phải ai cũng có đẳng cấp có thể giải quyết được những việc khó nha anh Thanh Hà. Thật ra là từ mấy lâu nay là trong tâm tư của em là anh quan trọng vậy đó. Anh là một cái thứ gì à, không, anh là một cái gì đó rất rất gì và này nọ. Ồ, rất gì và này nọ luôn. Kiểu như hàng hiếm và độc nhất vô nhị luôn. Nói chung vậy nè, cái mặt của em nó ốm đúng không? Em kéo qua đúng không? Em thấy bình thường người ta hay kéo cho nó phình ra. Còn không á, vậy đi. Bây giờ á, cái người em ốm thì anh kiếm đại cái hình ai mà mập, anh hiểu không? Mập, ôi là mập vậy nè. Cắt cái đầu ra, cắt cái đầu lên vô. Nhưng mà trước đó kiểu cái mặt của em á, anh kéo cho nó bự bự ra xíu cho nó có cái nọng với dưới đây nè là được. Em có bị khùng không? Không, tỉnh mà. Mà bây giờ là cắt cái đầu qua nè, đúng không? Thảy qua cái hình bên kia nè, nó rồi kéo hai cái má bự ra nè, nó, nhưng mà con mắt em nó vẫn lòi, nhìn nó không ốm được. Nói chung quan trọng là anh là xin cho em mập thôi. Nói chung anh ghép sao nhìn cho nó thật. Tại vì cái này là em có việc quan trọng, chứ đâu phải làm khùng làm điên tự nhiên bắt anh kéo hình em xấu làm chi, đúng không? Ủa chị chịu em cũng sợ, chứ giờ lúc giờ là chỉ thấy người ta là chỉnh hình xấu thành hình đẹp. Chưa bao giờ thấy ai mà chỉnh hình đẹp thành hình xấu để làm gì? Nhục mạ mình hơn. Sắp tới em bán trà giảm cân. Mà trà giảm cân á, cái của bà chị em giới thiệu á, đó bạn hiểu không? Là hả, một tháng giảm được tới 10kg. Nhưng mà cái vấn đề là em muốn cho cái hiệu quả nó nhanh chóng. Thì giống như là em đưa cái hình đó mập lên, xong rồi cái em sẽ chụp một cái hình em ốm vậy nè. Cái em nói là tại vì em uống cái trà này, cho nên là em mới giảm được 10kg như vậy. Hiệu quả, bán được, tiền vô. Ê, ý kiến hay nha. Anh biết không, bạn em bán, anh biết hả, một tháng nó lời bao nhiêu không? Bao nhiêu? Cả 100 triệu đó. Cả 100 triệu luôn. Nó chuẩn bị nó mua xe hơi rồi kìa. Wow, vậy luôn đó hả? Ờ. Anh đi báo công an. Ở cái gì vậy? Nghe sao vậy, em làm gì là em treo đầu dê, em bán thịt chó, em lừa gạt người ta đó. Treo đầu dê, cái đầu của em à, treo đầu của dê nè. Mà tóm lại là em có ốm được không? Chắc chắn là ốm, tại vì á, nếu như mà không ốm được á, không bán được thì tại sao một tháng nó lời tới hả cả 100 triệu? Bây giờ em biết em nói ra thì anh thấy làm nói chung là không có khả thi đúng không? Nhưng mà bây giờ anh giúp em làm đi. Thì coi như một tháng 100 triệu đúng không? Em đưa cho anh hoa hồng 20 triệu. Chia 82, quá đẹp. Chỉnh có tấm hình mà được 20 triệu. Trong khi một ngày anh đi quay, anh nhớ không? Trời ơi, đi quay vai phụ cho nó diễn hả? Muốn lòi bán hồng luôn, được có mấy trăm ngàn. Ê, khả thi liền, phải liền. À, nói chung sao, là... sao? 20 thiệt đúng không? Trời, một lời duyên này nói ra là như đinh đóng cột, nó chắc như vậy nè. Trời trời! Đó! Duyên ơi! Sao? Tự nhiên anh thấy em thấy cưng lạ thường luôn nha. Ôi trời, tiền vô là có khác liền, bởi tao nói đồng tiền đi trước đồng tiền khôn. Wow! Bây giờ sao? Trời sắp ơi! Phải như lúc nãy lúc đầu em vô em cầm 20 triệu em quăng vô mặt anh đi. Đó là em nói cái gì là anh nghe năm rắp theo luôn. Đã bán tao nên là bán tiền vô một cái, đôi bên cùng có lợi. Wow! Bây giờ nè, để cho cái chuyện hợp tác này lâu dài và chúng ta cùng vào, mời anh đứng dậy chúng ta hợp tác vui vẻ, bắt tay đàng hoàng. À, có nghĩa là mình phải long trọng một tí đúng không? Đúng rồi. Phải đình đám một tí. Bây có giờ cần, thì anh về nhà anh thay vest này. Không, không cần đóng thùng đâu. Okay. Ở đây được rồi. Ok. Bây giờ nhiệm vụ của em là bán hàng. Nhiệm vụ của anh là chỉnh hình. Hợp tác vui vẻ. Mọi người ơi, trà giảm cân đây, trà giảm cân thảo mộc thần tốc đây mọi người ơi. Chỉ một tháng thôi là chúng ta sẽ giảm được 10kg luôn. Dạ. Trà này có giảm thiệt không? Dạ thiệt chị nè. Đây, bản thân của Duyên luôn. Từ bữa tới giờ khi mà Duyên á livestream á thì mọi người là thắc mắc rất là nhiều về cái hiệu quả. Đây, Duyên là cái người mà đã sử dụng trà này rồi và sử dụng hiệu quả rồi thì Duyên mới dám bán cho mọi người, đúng không? Đây này, Duyên hồi xưa là 80kg, mọi người thấy cái hình Duyên ốp không? Đó, mập lù luôn, trời ơi, tao nói mà hả? Thấy ghê luôn á, mập mà nhìn mà sợ luôn á. Uống trà đó xong nha, trong vòng 3 tháng thôi mọi người ơi là giảm 30kg luôn. Bây giờ á nha, là Duyên hả còn có 50kg thôi à. Mà hả? Mới nè, sắp tới mà Duyên ngủ nữa là sẽ còn giảm nữa luôn. Dạ, chỗ bây giờ hả? Là hả, Duyên là sợ cái hình ảnh mập hồi trước lắm. Phụ nữ ai cũng muốn đẹp đúng không? Mà không chỉ có phụ nữ không đâu, các anh nam cũng vậy luôn nha. Ai mà mập mua trà giảm cân của Duyên đi. Trời ơi, hàng Duyên hả, bán là nó thiệt á, nhập về không kịp để mà bán luôn mà. Rồi, lấy cho chị 2 hộp. Dạ rồi.
rồi, ok chị Nhung nha, rồi rồi chị Nhung rồi, sẽ đặt hàng. Mọi người cứ để lại số điện thoại đi, còn muốn tư vấn hay gì cứ inbox trực tiếp cho Duyên nha, Duyên sẽ trả lời hết tất cả mọi người. Rồi mọi người cứ để lại số điện thoại cho Duyên nha. Rồi 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 rồi. À rồi rồi, bây giờ Duyên sẽ check cái tin nhắn của chị ngay luôn. Rồi ok nha, bye bye mọi người, cứ đặt hàng cho Duyên nha. Trời ơi thiệt luôn á, cảm giác mà kiếm tiền sao dễ dữ vậy trời. Ê đợi xíu đang mượn hộp há, trời đất ơi cả công ty luôn á. Trời ơi, bán cho ly cà phê. Đợi xíu tự làm đi. À, có giảm cân 1 tháng là 10kg nha, giảm 1 tháng 10kg. Dạ rồi. Xong chưa, tôi đi về nè. Ủa Phi à, trời vô nè, sao nãy giờ không biết vậy? Gọi nó ba lần luôn rồi, cứ tư. Mà nó nghe nè, làm có gọi có gì hả? Có. Trời thông cảm đi, bận bán hàng quá, khách đặt hàng quá trời. Trời ơi nhắn tin mà kiểu mệt xỉu luôn á, thiệt luôn. Nội mà chỉ bắn thôi là đã mệt luôn rồi đó. Ôi bà bán cái gì mà đắt hàng dữ vậy? Bán trà giảm cân. Trà giảm cân. Trời ơi bán nha, từ bữa tới giờ nha là bán nhiều lắm đó. Bán mà nó thiệt, trụ tiền vô mà nó thiệt đếm tiền mà mỏi tay luôn á. Kiểu mà hả, tiền vô cái tiền ra mà tao nói vô nhiều hơn ra, hiểu không? Có không đó. Trời ơi Duyên bán được nè, bán bữa giờ là trời ơi nhiều người ủng hộ lắm luôn á. Nhưng mà cái quan trọng là cái trà của bà nó có tác dụng không? Có. 1 tháng là giảm được 10kg lận đó. 1 tháng giảm 10kg hả? Đúng rồi. Ê, trời ơi hàng chất lượng nha. Nhưng mà tôi cũng nghe nhiều cái vụ mà thuốc giảm cân á, nó bị hại sức khỏe lắm á. Đâu, cái này á nha, vừa giảm cân nha, không hại sức khỏe, đặc biệt đẹp da luôn. Đẹp da luôn? Đúng rồi. Đẹp da luôn nha, đẹp từ bên trong ra ngoài luôn. Là hả, sau khi mà dùng cái này xong nha, sẽ đem lại cho bạn một cái dáng là thon gọn nè, mà làn da là tươi sáng, nói chung là có sức sống hẳn luôn. Ê, giống như là thảo dược đó ha. Đúng rồi, cái này thảo dược hoàn toàn tự nhiên luôn mà nha. Mà chắc chắn là tốt với lại có kết quả đúng không? Có nè, trời ơi nói thiệt nha, một ngày Duyên bán á nha là hả, nói chung là vèo vèo 1 tiếng thôi là đi hả gần cả 100 đơn rồi đó. Ủa xuống vậy? Bán đúng số lượng thôi, bây giờ có mua hộp thứ 3 cũng không bán nữa. Trời, bởi vậy đang tính nói thôi bán 3 hộp mà biết bà không bán là tôi biết rồi. Bây giờ...